Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và khởi đầu trận đấu, mọi người có thể thấy mình đang có một cái lọ công nghệ, đó chính là mài dao mọi người nhé. Và khi mà có lọ công nghệ mài dao này thì mình đang hướng tới một trận đấu sử dụng combo, đó chính là X3 trang bị lưới kiếm tự thần luôn, kết hợp với mài dao để cho vị tướng của mình sẽ có một cái lực đòn đánh tay mạnh nhất mọi người ạ. Thì vị tướng mình đang hướng tới trong trận đấu này thì mình nghĩ nó sẽ là một con Olaf đi. Olaf X3 trang bị lưới kiếm tự thần và cộng mài dao ha. Và cũng thể chưa biết trước được là tiếp theo mọi người nó sẽ có lõi công nghệ gì. Và nếu như một trận đấu mà có 3 cái lõi công nghệ mài dao thì đúng là siêu đỉnh luôn mọi người ạ. Mọi người có ý tưởng thì hãy comment ở dưới nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Và có ý kiến góp ý thì hãy để ở dưới, mình sẽ đọc và sẽ thay đổi nó hoàn thiện, cho nên kênh mình hoàn thiện hơn theo thời gian. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ thì công cuộc của mình chỉ đơn giản là bán máu và tìm kiếm, đó chính là con trang bị BF thôi. Mình khởi đầu thì lúc đầu mình chơi đồ hình kia, mình lắp bùa xanh rồi. Bây giờ chỉ cần BF xuất hiện là đẹp. Tầm 6 thanh BF rồi nhỉ. Ngày xưa thời mình chơi ở mùa 3, mùa 4 thì đang còn có thể là kích hoạt được 3 cái trang bị lưới kiếm tự thần. Ok, bây giờ thì mình đang ở round 3 rồi, 82 máu, chắc chắn là mình sẽ nhặt BF thôi. Trừ khi ở round này không có BF thì không nhặt được. Ui, còn là bia còn BF mọi người, cũng được. Kiểu kim long kiếm thêm một cái trang bị gì đó. Mình đang có một BF đây rồi và chỉ đợi thêm đó chính là Olaf xuất hiện thôi. Mình sẽ để xem mới nhá, chưa chắc là Olaf thôi. Mình sẽ nghiên cứu xem là có vị tướng nào mà cầm cái combo trang bị 3 lưỡi kiếm tự thần mà khỏe thì mình sẽ chơi. Cú công kể ra cầm bùa xanh gõ hay phết nhỉ, nhưng mà nó hơi yếu anh em ạ. Nếu mà cú công mà cầm bùa xanh sáng thì nó gõ hơi mình nhiều, nhưng mà nó hơi yếu. Sức mạnh của nó không đủ để one shot đối thủ đấy mọi người. Ây da, win luôn anh em ơi. Anh ở con rắc nó quả skill xoay tay trần phái quá. Nãy giờ không xuất hiện con. Ok, mình sẽ cho thử kim long rồi nhá. Ui, kim long thì nhưng mà trang bị của kim long hơi xấu anh em ạ. Nó chỉ là một cái mũ bảo hiểm mà thôi. Slap cho Natsu đi, Natsu nó gồng lên cũng chống chịu được một chút. Đồ long. Nếu mà chơi đồ long Olaf mọi người nhá, kích hoạt kiểu 6 chiến binh với cả là đồ long thì cũng khá ổn. Nhưng mà để xem vị tướng nào hợp thích hơn cầm trang bị này. Chắc là cái lõi mài dao này là lõi lần đầu tiên mình chơi lõi mài dao luôn. Mới là ít khi, bởi vì đa phần mình chơi toàn cái lõi công nghệ kiểu hiếm một chút mọi người. Ok, Olaf BF.
Mình sẽ cho con Wukong vào mọi người. 3 chiến binh, 2 đấu sĩ. Gì đây, bếp đúng không? Không phải bếp của đai máu này. Và ai rồi, ok tuyệt vời, đã có một cái lôi kích tinh thần đầu tiên dành cho Olaf mọi người nhá. Lắp luôn đai máu đi. 3.1 rồi. Nếu mà ở lõi 3.2 mà lõi kim cương nữa thì chắc khả năng cao cái này 3 lõi này. Mình đang rất là mong muốn ở lõi 3.2 cái lõi công nghệ đó chính là kiểu mài dao. Vài mài dao lõi vàng mọi người ạ. Mài dao level 2 nha. Thì game này đúng là một trận đấu mình sẽ làm cho anh em xem về một trận đấu sát thương vật lý nhiều nhất luôn. Hai vàng xuất hiện. Hộp đồ Banaran à? Ok, vậy là lấy cái này đi. Nếu mà khi mình sử dụng cái lõi công nghệ hộp đồ Banaran này thì chắc chắn là sẽ có 3 lưỡi kiếm tử thần rồi. Thì bây giờ thì chỉ hy vọng đó chính là ở round tiếp theo ấy mọi người, round 4.7 á. Round 4.7 thì sẽ có một cái trang bị ánh sáng thôi. Nếu như là round 4.7 có một trang bị ánh sáng thì điều đó là một điều quá tuyệt vời rồi mọi người ạ. Mình sẽ có thêm một cái lượng sát thương khủng. Bốn bút vàng. Như này mình hơi bị thọt vàng quá mọi người. Vàng không được nhiều. Trang bị của Kim Long thì cũng không phải là trang bị hắc vàng nữa. Đúng rồi, cô thơm ra Kama 3 sao này thì chứng minh gồng thì chắc chắn thua rồi. Ông này có hai cái lõi công nghệ được găng đọc tạc mọi người ạ. À. Kiểu có hai lõi công nghệ đang này xong rồi thêm một cái kiểu găng tay đo nỉ nữa cũng hay đấy. Cũng là một trận đấu rất hay, một trận đấu gọi là vẽ đồ nha mà. Bây giờ thì mình sẽ vẫn chờ đợi để chính là level 6 đi. Olaf của tôi đâu? Braum này, Braum lên là chơi này, con một vị tướng mà. Như anh em đã từng chơi những mùa trước rồi thì Braum là một vị tướng cực kỳ đỉnh luôn, trong khả năng gọi là chống chịu gánh team, khỏe thực sự. Lắp luôn BF mọi người nhá. Daina đồ long sát thủ, Daina sát thương phép. Chỉ có Olaf hợp lý là Olaf kiểu một kiểu là cầm cái trang bị này là hợp lý nhất thôi. Idat mình có Natsu chống chịu rồi nhưng mà Natsu chống chịu không thể mà Idat được. Idat lại cầm thêm một cái con trang bị đó chính là mũ bảo hiểm nữa, là kháng phép và giáp tăng khá là cao khi đạt mức 40 stack rồi. Olaf của đây đúng rồi bạn ơi, vỗ đầu bố đòn đánh tay của Olaf rất mạnh em ạ. Cái này mà có thêm một lõi công nghệ kiểu hồi phục sau mỗi đòn đánh thì cũng khá ngon. Round này có BF nhưng mà bây giờ thì mình muốn lấy thì mình sẽ lấy mất BF luôn rồi. Ok, vậy thì mình sẽ lấy vì tầng 4 vàng đi. Ok, mình sẽ bán đi bởi vì đang có hộ đồ Banaran mà. Đồ sẽ nhảy liên tục.
trang bị sẽ nhận liên tục rồi, khá là dễ dàng. Tưng tửng à, khi có hai tưng tửng này thì mình trong đầu mình đã xuất hiện một điều, đó chính là hay là làm cho anh em xem về tưng tửng. Ta tưng tửng là một vị tướng mà khi năng suất của nó thì nó cũng sẽ có một cái sức đồ vật lý trong đó. Ok, bờ đồ này, bờ đồ 2 sao rồi. Nhưng mà nếu mà chơi Olaf thì mình sẽ kích hoạt luôn cho anh em xem chiến binh cũng được. Tưng tửng thì kỹ năng của nó thì anh em cũng biết rồi, khủng rồi, cộng thêm bang hội nữa. Khi mà tưng tửng bang hội thì cái lượng kháng phép của nó tăng rất là cao, nó chống chịu cực kỳ ghê gớm. Đúng rồi, hai vàng rất là đẹp rồi. Nếu như mà có thêm một cái trang bị lấy kiếm tử thần thì hay hơn. Bãi sói này. Tại bây giờ thì mình run Olaf không ra, mà run hai theo tưng tửng, mà tưng tửng thì mình lại đang máu hơn đó, một vị tướng rồng 6 vàng nghe hấp dẫn hơn Olaf rất là nhiều. Thì đây găng Neko, cho xin cái Neko để giúp khả năng tỷ lệ cao hơn nào. Neko có Neko anh em ơi, hay quá. Có Neko mình, nếu mà run tưng tửng thì mình sẽ lên up level 7 nhá, mình sẽ lên level 7 và run tưng tửng đi. Tưng tửng 2 sao, 1 sút, anh em cháy không ạ? Bây giờ thì tưng tửng mới chỉ có chính là một lưỡi kiếm thôi. Đang đợi random tiếp 4.2 nào. Xin quả đồ ánh sáng đi. Không phải người ơi, nó là một cái thông thảo trang bị, cái này cũng khá là ngon. Cái thông thảo trang bị này dành cho đội hình của bang hội rất tuyệt vời nhá. Nó sẽ tăng tận 250% cái nội tải của bang hội luôn, tuyệt vời. Bắt đầu 2 sao này. Đó lúc mà mình chuyển lên 3 sao rồi. Ok, chuột. Cho vào luôn. Bây giờ thì mình sẽ dừng ở level 7 và run kiếm tương tự 3 sao.
Braum này. Nếu mà có thêm nhiều trang bị nó thì mình sẽ làm theo kiểu đó chính là thêm 3 cái jacket cho con tương tửng mọi người nhá. 3 cái jacket cho tương tửng nữa là đẹp. 3 jacket giúp tương tửng có thêm một cái tốc đánh nhanh hơn. Gậy lốc tương tửng rồi không sao, người tương tửng là một vị tướng mà giáp trông thực sự nó cũng có lượng giáp khỏe, nó vừa kháng phép lại vừa có cả là kiểu là giáp sút. Cứ thế thôi, sút vào mồm đối thủ thôi. Tương tửng thức tỉnh đi, sút vào mồm đối thủ. Sút đúng rồi, 8 sao giáp thương mới chỉ có 2 sao thôi. Mình nghĩ nếu mà mức 3 sao mà tương tửng cầm thêm cả 3 lưỡi kiếm nữa thì sẽ một sút là one shot là có thật. Một sút một mạng anh ạ. Ông này thì đang khá là mạnh với đội hình thượng long của mình. Nhưng mà hãy đợi tôi đấy. Đợi lúc tôi trưởng thành đi, tôi mà trưởng thành là ông chết với tôi. Bây giờ ok, hai lưỡi kiếm rồi. Bây giờ thì mình đang run để kiếm lên từng 3 sao level 7 đây. Mình thì thường run thương tử level 7 thôi. Bang hội này cho luôn. Lấy si đâu nhỉ, kích hoạt luôn nào. Ok, bộ đun 3 sao, có thể dai si luôn anh em ạ. Thay thế dai si với con Volibear luôn nhá. Mình đã lấy được một con 3 luôn mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt cho anh em xem, đó chính là 8 băng hội. À 7 băng hội mọi người ơi, sorry, 18 hội phải có ấn cơ. Ok, 7 băng hội mọi người nhá. Bây giờ thì chỉ cần đợi thêm một cái lưỡi kiếm từ thần xuất hiện thôi là con tương tưởng của mình sẽ gọi là super cánh tim. Có một Neko mà game này không ăn trên tương tưởng nữa thì điều đấy là khá đơn giản thôi. Đang có 7 băng hội rồi. Và bây giờ thì chỉ cần đợi đó chính là một cái, nếu như mà ở round tiếp theo mọi người, ở 4.7 mà xuất hiện một cái trang bị ánh sáng, cái lưỡi kiếm từ thần ánh sáng thì đúng là kiểu bơ phạch luôn. Là trận đấu này mình sẽ có tương tửng có một lượng sát thương gọi là siêu khủng anh em ạ. Một shoot one shot là có thật. Shoot boop. 374 sát thương rồi. Đây mà chỉ mức 2 sao đây. 3 sao thì trang bị sẽ cộng 65 sức mạnh công kích cứ thêm luôn. Cộng thêm cả mài dao là 40 sức mạnh công kích nữa, là một trận đấu gọi là khiến cho tương tửng gọi là maximum sức mạnh công kích luôn. Mình sẽ run level 7 mọi người nhá. Ok, tương tửng rồi. Mình đang có một Neko nữa, bây giờ là mình đang có 4 con. Thêm 4 con nữa thôi mình sẽ lên 3 sao anh em ạ. Diaza này, Zone 3 sao, Leona 3 sao, xúc mắc thuật luôn. Giáp thì 140. Ok. Bột shoot one shot luôn anh em ạ, cháy chưa? Cố lên 3 sao anh nhá, dưới lên 3 sao, tương tưởng 3 sao đẹp trai luôn. Để xem là 4.7 thì mình sẽ có một cái trang bị gì, hy vọng sẽ là trang bị ánh sáng. One shot. Giáp của tương tưởng khá cao, 101 giáp và 91.6 kháng phép anh em ạ. One shot. Đá sướng ghê anh em nhờ, nhìn cảm giác như kiểu gà trọi luôn.
tương tự nhìn đúng chất kiểu một gà chọi vậy. Vậy là round này thì mình đã không có một cái trang bị ánh sáng rồi. Nhưng không sao. Ok, vậy là 3x trang bị lực kiếp tử thần mọi người nhá. Bây giờ thì trang bị, bây giờ thì mình sẽ lắp một cái kiếm trúng cho Jaycee mọi người ơi. Kiếm trúng cho Jaycee này. Tương tưởng của tôi đâu, Gram xuất hiện đi nào. Bây giờ thì trang bị, bây giờ thì khi mà Sizoni thì sẽ có gì? 214 máu. Vậy là nếu mà lắp một trang bị lẻ cho con Sizoni thì mình sẽ có thêm chính là bao nhiêu? Để xem rồi nhá, để xem là bao nhiêu máu đây. 1.400 luôn, ok. Tương tưởng, sút. Một phát 1.700 sát thương em ạ. Vãi đái. Đây mức 2 sao mình nhá, 3 sao thì nó sẽ kinh khủng như nào. Anh em cũng ôi né luôn à. À áo choàng bóng tối à, không để sút one shot được. One shot. Cháy vãi đạn luôn. Nghe ơi. Alo. Alo. Terra luôn à, úi rồi. Mình đang muốn run tương tưởng 3 sao đây. Tương tưởng bây giờ thì còn có 4 nữa lên 3 mọi người nhá. Gậy lốc à. Gậy lốc này. Virus lắc. Oh boy, đeo ra đồ đẹp thế nhở, gậy lốc à. Lốc này mình cho lốc con Sizoni lên đi. May sao có cả Broom 3 sao, chống chịu rất tốt. Rồi, tương tưởng xuất phát. One shot 1.700 sát thương. Cháy chưa? One shot. Tương tưởng ơi. Tương tưởng ơi. Tương tưởng. Mình đang muốn roll lên tương tưởng 3 sao từ sớm luôn để cho anh em xem được sức mạnh của nó khi mức 3 sao anh em nhé. Mình đang có tổng cộng đó chính là 18% là tướng 4 vàng ở mức đó chính là level 7. Jaycee à? Thôi, đỡ lấy Jaycee nữa tốn vàng em ạ. Mục đích chính vẫn là tương tưởng mà thôi. Măm măm rồng luyện. Tương tưởng ơi. Rồi ok, còn hai tương tưởng lên 3 mọi người nhá. Lên luôn, chưa ra rồi, hai con nữa thôi. Với hai con tương tưởng nữa thì mình sẽ tỷ lệ lên 3 sao rất là cao. Ra xua 1 sao. Măm măm rồng luyện chiến binh rồng. 3 kim long, 3 hộ pháp, 3 pháp sư, 2 đấu sĩ. Ok, chơi tốt. Trang bị bây giờ thì mình sẽ lắp cho Jaycee một cái trang bị áo choàng lửa đi. Để gặp mấy tướng mà có khả năng hồi phục tốt thì mình sẽ bị ngăn cản lại được. Tưng tửng, úi xồi. Mạnh nhờ. Tưng tửng. 1.300, chắc lên 3 sao thì rơi khoảng tầm 2k sát thương một đám mọi người ạ. Ôi, hộ pháp. Do trong này game này ít trang bị có mở nhá. Nếu mà nhiều trang bị thì mình đã lắp cho anh em xem kiểu là cái combo kiểu ba Zeke nữa là cho tư tưởng nó gọi là super bá luôn. Ở round này thì không có Zeke, có vút rồng, có chén sức mạnh. Mình sẽ lựa chọn một cái vút rồng mọi người nhá. Ôi, chưa kịp nhặt luôn. Chén sức mạnh để đây đi, để nó sẽ random ra. Bây giờ thì tương tưởng ở một con lên 3 mọi người này. Ok, vậy là chúng mình đã có tương tưởng 3 sao rồi. Lên luôn cho nóng. Tương tưởng 3 sao, 500 sát thương mọi người nhá. 500 sát thương vật lý. Một sút của nó sẽ gây tận bao nhiêu? 3.000 sát thương vật lý, một sút mọi người ạ. Để đây đi, random ra dây ke để chơi.
Ông này đang có zone 3 sao 8 huyễn long. 8 huyễn long của game này là chính là kiểu sát thương khi mà nó kiểu là tấn công sẽ có điện giật xuất hiện nha. Đeo ra thì cũng đang Ronin 3 sao đây. Tương tự 1 sút, 2 sút, 3 sút. Ui xồi, chết tươi luôn mọi người ơi. Oái cả bà. Cháy vãi đạn luôn. Búp. Mạnh thực sự, đội hình bang hội. Bây giờ nếu kích hoạt hai rồng thì mình sẽ có gì? Tầm 20 giáp và 20 găng phép thì cũng không được nhiều cho lắm. Mình sẽ để một rồng thôi. Một con gà trọi cực kỳ chất lượng anh em ạ. Để mình xuống dưới đi. Để cho bữa đậu nó tăng cơ nha anh em. Ông này thì chưa, bây giờ trừ khi là Ron được con Diaz ra 3 sao thôi. Chứ còn không thì mình sẽ gọi là nhai ông này một cách rất là dễ dàng. Chết tươi. Chết tươi luôn. Mạnh quá. Ông này đang còn 50 vàng nữa ha. 50 vàng nữa. Đội hình có Brom chống chịu. Cộng thêm lượng sát thương quá khủng từ tương tự nữa. Không có gì có thể ngăn cản nổi. Lại thêm một chén sức mạnh mọi người này. Lại thêm một chén sức mạnh nữa. Nếu mà cái nội tại tương tửng mà kiểu là cộng sát thương vật lý nhở, mà cộng thêm 250% cái hiệu ứng cơ bản của bang hội nữa thì còn kinh khủng nữa anh em ơi. Là sẽ lên khoảng tầm cả 1000 sát thương là có thể đấy. Ngày xưa thì cái lưỡi kiếm thần này có thể tích stack được, nhưng bây giờ thì không còn như thế. 2500 sát thương một suốt kìa. Bây giờ mình sẽ up lên level 8, thì mình sẽ cho thêm gì vào nhờ? Up level 8 thì... Ui, lại thêm một lưỡi kiếm tử thần nữa, nhưng mà mình không cần. Mình cần một cái Zeke cơ. Chắc là mình sẽ lấy chút hộ pháp đây mọi người ạ. Ok. Biến hộ pháp luôn nha. Chiều này cho chắc kèo. Level 8 hơn rồi, level 8 thì mày đang... để đi ra ở góc này à? Để cho nó đỡ bị sút vào mồm hả? Ô này bắn mất... Ây là Nunu 3 sao à? Ô này bắn mất con gì mà không kích hoạt được 8 huyễn long nữa ta? Ok, Nunu 3 sao đó rồi. Đội hình huyễn long full 3 sao à? One shot. Đóng băng. Anh em nhìn vào, cái đòn đánh cơ bản của tương tửng thôi cũng đủ khiến ông này tắt điện luôn rồi. Một sút có 700 sát thương như này thì đỡ thế nào được? Đỡ thế nào được? Chắc là mình sẽ cho Gravet vào người á. Gravet để giảm giáp của đối thủ đi luôn. Khi mà có Gravet giảm giáp đối thủ thì nó còn cháy nữa. 31%, level 8, 10% là tướng 5 vàng luôn. Với cái nội tại này thì khiến cho con ba của mình sẽ một đòn đánh sẽ cộng được khoảng tầm bao nhiêu mana? Một đòn đánh phải cộng khoảng tầm gần 30 mana mọi người ạ. 8 huyễn long, 2 rồng, 3 âm long. Cho dù này để ở nào chăng nữa thôi thì mình cũng sẽ rất là bá đạo. Không quan trọng điều đó mọi người ơi. Dây si này, cho mày luôn một giáp máu. Rồi ok, tôi từng quẩy bạn ơi. Một sút, hai sút, one shot. One shot. Cháy thật sự, một sút một mạng. 9.000 mốt sát thương anh em ạ. Broom round này random là đồ cháy thế nhở. Làm có Broom như nhở. Làm kiểu Broom 3 đại bác ha. 3 đại bác đứng ở góc này. Xong rồi sẽ chống chịu sát thương ha. Như thế thì hơi khó. Trừ khi là mình có Broom kiểu có cái nội tại. Đó chính là kiểu nắp kính ngắm mọi người. Xong để ở góc này này. Xong để một dàn sát thương ở đây là kiểu chặn hết mọi ngã rẽ luôn mọi người. Ông này đã thay đổi vô đó chính là Sivana. 8 huyễn long, 4 cuồng long, 3 hộ pháp. Một sút. Chết luôn Sivana, một phát one shot anh em ạ. Rồi, sút phát nữa nào cho đẹp mắt nào. Ui xồi ôi. End game, chào người hẹp lại ở những video sau. Bye bye tạm người, tạm biệt.